Nữ lao công bị cướp được tặng 4 xe máy, tặng lại đồng nghiệp 3 xe. Sau khi được tặng 4 chiếc xe máy, nữ lao công bị cướp xe trong đêm ở Hà Nội đã quyết định tặng lại 3 xe máy cho các đồng nghiệp khó khăn. Liên quan đến vụ nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy trong đêm ở Hà Nội, ngày 4 tháng 8, trao đổi với phóng viên VTC News, chị Lê Thị Trâm, 39 tuổi, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, nạn nhân của vụ cướp xe máy cho biết, trong hôm nay, chị đã được tặng thêm 3 chiếc xe máy cùng nhiều phần quà ủng hộ từ cơ quan chức năng và các mạnh thường quân. Sáng cùng ngày, tại trụ sở công an quận Nam Từ Liêm, chị Trâm được các cán bộ công an tặng một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda. Đây là một món quà mà các cán bộ và chiến sĩ đơn vị này đóng góp để gửi tặng chị Trâm đi lại. Đặc biệt, cũng trong ngày 4 tháng 8, nhiều nhà hảo tâm và mạnh thường quân đã đến chia sẻ, động viên tinh thần chị Trâm sau khi nghe tin chị bị cướp đi chiếc xe máy vào dạng sáng ngày 3 tháng 8. Hôm nay các nhà hảo tâm đến chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Họ tặng cho tôi thêm 3 chiếc xe máy để sử dụng và các hiện vật khác như tiền mặt, quả bánh, sữa, lương thực thực phẩm. Tôi rất vui và cảm động khi được mọi người quan tâm đến mình nhiều như vậy. Chị Trâm phấn khởi cho biết. Sau đó, chị Trâm đã quyết định tặng lại 3 chiếc xe máy còn lại cho các đồng nghiệp cùng công ty. Hoàn cảnh của họ cũng đều khó khăn. Một người thì chiếc xe máy duy nhất bị cháy, một người thì không có phương tiện đi làm. Chị Trâm cho biết thêm. Cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đội cảnh sát hình sự đang huy động tối đa lực lượng và phương tiện phối hợp với lực lượng công an các phường điều tra truy bắt nhóm thanh niên cướp xe máy của nữ lao công. Theo Công an quận Nam Từ Liêm, nhóm cướp gồm một nam thanh niên lái xe máy hiệu Quây màu cam, mặc áo phông ngắn tay màu ghi, mặc quần sóc ngắn màu đen, dáng người gầy, cao khoảng 1m65, đội mũ bảo hiểm lưỡi chai màu xanh, bịt khẩu trang màu trắng. Ngồi sau chiếc xe này là một nam thanh niên mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần sóc bò màu xanh. Cùng với đó, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi lái xe máy hiệu Way màu xanh lá cây, mặc áo dài tay tối màu, mặc quần dài màu đen có vệt trắng ở đùi phải, tóc màu đen cao khoảng 1m65, dáng người mạnh, bịt khẩu trang màu trắng, dùng vật nhọn dí vào người chị Trâm. Ngồi sau chiếc xe này là nam thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc áo phông ngắn tay tối màu, quần dài tối màu, tóc màu đen cắt ngắn, dáng hơi đậm, bịt khẩu trang màu trắng. Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin và hình ảnh, tài liệu liên quan đến nhóm cướp trên hãy liên hệ đến công an quận Nam Từ Liêm để phối hợp điều tra. Công an cũng yêu cầu nhóm cướp ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.